那么晚？M a m a 你午饭怎么吃的那么晚？你午饭怎么吃的那么晚？Bác hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đâu có, chỉ biết nói một chút. 哪里只会说一点 học tập lẫn nhau，互相学习。trước đây chính là học đại học ở đó，以前就在那里读大学。không sai có điều。

hiện tại các vê képei trên wechat nói chuyện nhiều chút đi đua上 vê képei聊天吧 chỉ là nói chuyện phía một chút只是聊聊天 gọi đồ Tiền tung chỉ Thực đơn của quán chúng tôi Một mấn tiền đợt xài tan Chưa uống qua, chưa từng uống qua Mấy khơ của Giá cả lại rất hợp lý Trả cưới hiệu khẩn khớ lý mời từ từ dùng. chính mà dùng. bạn nếm thử một chút xem. nhìn mình, mình cũng thấy vậy. có muốn ăn đồ ngọt hay không? Thôi Xoạn lợ Vừa ăn cơm chưa? Càng chứa ngủ phản Còn rất no Hãy khấn bảo Sao ăn muộn như vậy? Giờ mà chứa được nào một quản